Hello, xin chào các bạn đã trở lại với YouTube của mình. Chả là mới cắt tóc xong các bạn ạ. Bình thường thì mình sẽ để kiểu chia ngôi, nhưng mà hôm nay mình kiểu vuốt hết ngược đằng sau. Lúc đầu định cắt kiểu này trông giống kiểu Peaky Blinders ấy, cái phim bóng ma Anh Quốc ấy. Thì trong đấy có rất là nhiều kiểu tóc trông rất là ngầu, hai bên trắng rồi để dài vuốt ngược ra hết đằng sau. Thì mình cũng cắt thử, nhưng mà kiểu này nếu như anh em nào mà không thích cái kiểu ngầu ngầu, kiểu bụi bụi thì mình nghĩ anh em không nên để, đặc biệt là làm trong môi trường công sở. Mình cắt kiểu này có vẻ hơi sai hay sao ấy. Đúng là con trai của ta. Anh em nào mà định cắt kiểu này nên để ý nhá. Rồi, và quay trở lại với cái nội dung ngày hôm nay. Thì đó chính là chuyên mục Q&A. Thì mọi người có thể bình luận vào tất cả đây. Trong cái chuyên mục Q&A này thì mình có thể trả lời một cách chi tiết và cụ thể nhất. Còn nếu như những cái buổi mà mình live stream ấy thì mình cũng chỉ nói qua qua thôi. Và kiểu các bạn hỏi top những cái chai nước hoa gọi là dành cho mùa đông hay dành cho mùa hè thì mình không thể nào nảy số ngay được. Mình kiểu già rồi. Nên các bạn hãy bình luận ở đây để các bạn có được những cái câu hỏi nó chi tiết và nó cụ thể nhất. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên nhé, của bạn Timon. Bạn ấy có hỏi rằng là: ông bạn ơi, có chai nào dùng hàng ngày mùa đông cho dân văn phòng mà không đè sếp nhưng cũng không bị chìm quá? Sếp thì đang dùng Dior Homintan. Đấy, sếp này là cũng biết chơi phết đấy. Chắc là cũng có tuổi nhưng mà cũng ăn mặc kiểu gọi là quý ông. Thì ok, mùa đông cho văn phòng, thực ra mùa đông hay mùa hè các bạn ngồi văn phòng nó như nhau hết à. Mùa hè các bạn bật điều hòa, mùa đông nó ấm, loanh quanh nhiệt độ rơi ở tầm chắc là từ 23 cho đến 28 độ ở trong văn phòng. Thì cái mùi hương mà mình có thể giới thiệu đến các bạn đầu tiên đó chính là D600 của nhà Kangner. Thì chai nước hoa này mình đã có một cái video review rồi và mình cho nó là một cái phiên bản trẻ trung hơn của Dior Homintan. Nếu như các bạn muốn kiểu ông cứ ngồi im ấy, sớm muộn tôi lên thay ông thôi. Tại vì tôi xịt D600 rồi, tôi sẽ sử dụng Dior Homintan thôi. Đấy, đấy là thứ nhất nhá. Cái mùi thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới đó là Mont Blanc Legion. Đây, cũng là một cái tông mùi lavender. Con này mình đã review khá là lâu rồi, nhưng mà đây cũng là một cái mùi khá là ổn. Ở trong cái mức giá rẻ tầm hơn một củ gì đấy là bạn có thể sử dụng được sạch sẽ. Thì trong môi trường văn phòng ấy thì cái tông mùi lavender là một cái tông mùi rất là nhiều người ưa thích. Lavender Iris này, Shopee này, Citrus này. Đấy. Và nếu như bạn thích nó lả lơi hơn, bạn thích cái sự trẻ trung hơn thì bạn có thể dùng La Nuit de Nôme của YSL. Nhưng con đấy thì mình thấy là bám tỏa hơi kém một chút, nếu như các bạn gọi là đi làm từ 8 giờ sáng cho đến 5-6 giờ chiều, hoặc là các bạn tăng ca thêm thì các bạn nên mang theo một lọ chiết đó, hoặc là bạn có thể xem video top những chai nước hoa dành cho dân văn phòng. Mùi tiếp theo mà mình muốn giới thiệu tới đó là Dolce & Gabbana Intenso. Thì đây là một cái mùi gọi là thuốc lá và lavender, mùi nó hơi chững chạc. Nếu như bạn là một người kiểu ngang hàng với sếp, nhưng mà tại vì sếp thì có quan hệ là sếp làm to, còn mình thì ngang tuổi nhưng mà mình làm nhân viên, thì bạn có thể sử dụng cái này. Lúc nào cũng rất là lịch lãm và cũng rất là chỉnh chu và nghiêm túc. Và một cái mùi hương nữa mình cũng nghĩ là rất là phù hợp cho dân văn phòng, như anh em thích tông mùi sạch sẽ, đó chính là Dolce & Gabbana Perfume phiên bản EDT. Cái phiên bản này thì có thể nói là khi mà mình ngửi thì mình liên tưởng ngay đến những anh chàng áo sơ mi đóng hết những cái cúc cổ cao và đeo những chiếc cà vạt rất là trẻ trung, rất là lịch sự, nhưng mà nó cũng không quá là nổi bật. Thì đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể tham khảo. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn nhau đến với câu hỏi tiếp theo nhá, của bạn Nguyễn Duy Tân. Bạn Tân này thì là hội viên của mình, mất 30k để có thể làm hội viên của mình, đăng ký để có thể xem lại những buổi live. Đây là mình quảng cáo luôn, tranh thủ gọi là kéo tí donate. Thì bạn ấy có hỏi rằng là: em mới chơi nước hoa, theo anh thì nên bổ sung những tông mùi nào nữa ạ? Em không thích mùi da thuộc. Hiện bộ sưu tập của em có Guerlain, Habit Rouge, rồi Lalique Fleur, Universal. Đại khái là mình không biết đọc tiếng Anh lắm nhé, các bạn thông cảm. Nasomato, Banadora này, Black Arno này, Atelier Nuda, rồi Tiziana, Usa, clone của Chase to Heaven, Frederic Mail, Pochak Lady, Amor, Lyric Man, Aventus, rồi Tabak Ru, Mancera Citrus Boy, Indonesia Oud, rồi của nhà Jagna cùng Blue de Chanel. Thì với cá nhân mình thấy rằng là cái bộ sưu tập của bạn có khá là nhiều những tông mùi nặng đô, và mình nghĩ là bạn không phải là một người mới chơi nước hoa. Ông ấy chắc bịt tôi, chắc lừa tôi, bẫy tôi. Hoặc cũng có thể là cái gu mùi của bạn đều là những cái gu mùi khá là nặng. Thì với mình ở đây, thứ nhất là mình đã nhìn thấy có nhà Guerlain, một cái DNA khá là cổ điển, khá là gọi là classic này.
Con Habit Ru cũng được, thì bạn có thể thử vào một vài con trong cái Live Per Home. Con này có con gác lăng Per Home mà mình đã review là một cái con có mùi Mojito cùng với bạc hà khá là ngon. Ngoài ra có thể thử vài con của nhà gác lăng Eden này, cái Live Eden đấy. Đấy, còn Lalique thì bạn nên thử, nên có Lalique Ankenoa. Đấy, Natsumato thì mình cũng chưa thử, nhưng mà cái con Banana thì mình nghe là có mùi rượu, còn Black Arno thì mình đã ngửi rồi. Thì hai con này phải là một cái tông mùi khá là nặng. Thì với Black Arno thì mình không có quá nhiều lựa chọn cho bạn, nhưng mà với nhà Atelier thì có một con bưởi, mình không nhớ tên lắm con bưởi đấy, nhưng mà nó là chai màu xanh vẩy vàng. Con bưởi đấy là con Pomelo gì đó, nếu như mình nhớ không nhầm thì bạn có thể search lại có một con vai bưởi, hoặc là bạn có thể inbox cho mình thì mình sẽ gửi cho bạn một con bưởi của nhà, nếu như bạn thích cái nhà Atelier đấy. Tiziana thì mình cũng chưa thử. Nhà Ferric Mill thì mình nghĩ là một con bạn nên thử, có không phải một con, đó là con Vetiver Extraordinary, một con cũng khá là hay. Ngoài ra có vài con hoa như là con đây, con Cologne Indelebile, đây là một con khá là hay cho bạn để nếu bạn thử, hoặc là Bigaret Concentrate. Đấy, đấy là đều là những cái tông mùi mà mình nghĩ là nó sẽ làm phong phú hơn cái bộ sưu tập của bạn này. Ngoài ra bạn có thể thử thêm vài con hoa. Một cái bộ mà mình khá là vote cho bạn đó là cái bộ của nhà Van Cleef, cái bộ Extraordinary. Trong đấy thì có vài con hoa trắng Neroli làm khá là hay này, cũng như là có con Santo Blanc làm mùi hơi giống Santo 33, nhưng mà nó thêm vào một cái nốt hương, đó chính là cái nốt hương của sung, ngửi khá là hay. Thì mình nghĩ là bạn nên có những cái con một tông màu tươi sáng hơn một tí, cũng như là tông màu citrus flower nha. Thì đấy là cái cá nhân của mình thôi. Tiếp theo chúng ta đến với một cái câu hỏi nữa của bạn Nguyễn Văn Dũng. Bạn ấy có hỏi mình rằng là Dolce & Gabbana Light Blue Forever có dùng được cho mùa đông không anh, và chai nào đang dùng được cho 4 mùa ạ? Dùng thì mình nghĩ rằng là vẫn dùng được. Con Light Blue có lẽ là một con xịt cả mùa đông cũng được. Nhưng mà như mình nói, những chai nước hoa nó thiên hè khi các bạn sử dụng vào mùa đông, kể cả nó có bán quả tốt đi chăng nữa thì nó vẫn mang lại một cái vibe kiểu lạnh. Nó không được mang tới cảm giác ấm áp ngọt ngào. Thì mùa đông chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Thì với Light Blue, nếu như để chỉ mua một chai thì Light Blue có thể sử dụng được mùa đông, đáp ứng được cái vấn đề 4 mùa cho bạn. Đấy, vẫn xịt được dành cho mùa đông ở Hà Nội. Còn bạn hỏi là chai nào đa dụng được cho 4 mùa, thì các bạn phải biết là những cái chai đa dụng cho 4 mùa thường nó sẽ gọi là nửa nạc nửa mỡ. Mình không biết là bạn ở miền Nam hay là bạn ở miền Bắc, nhưng mà nếu mà bạn ở miền Bắc ấy, thì cái chai mùa hè gần như là không thể nào sử dụng tốt ở trong mùa đông và ngược lại đấy. Còn nếu mà các bạn ở miền Nam thì nó lại là một câu chuyện khác. Thì sắp tới mình sẽ cố gắng làm một cái video top những chai nước hoa dành cho miền Nam, có nghĩa là nó sẽ sử dụng được vào 2 mùa, nóng và nóng thế mẹ luôn. Thì mình sẽ làm một cái video các bạn điển hình như kiểu Mephisto chẳng hạn của nhà Sơ Dốp. Chai này dùng cho một nền miền Nam thì đúng đỉnh luôn. Rồi, bạn chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Luân Phạm, Phạm Luân. Bạn ấy có hỏi là có sự lựa chọn nào vào mùa hè hay hơn mấy chai thông thường không kiên? Đang có Forever, Light Blue Forever này, Light Blue Intense này, rồi Guerlain Eden phiên bản Sport Cool, rồi Cologne, John Vavatot, Artisan Pool, Tam Đảo, Paragon Republic 78 Vintage này, Green, Paco Rabanne Invictus, Lacoste trắng, giò xanh. Không biết có tông mùi nào hay ho không, vì ở Sài Gòn mua mấy chai thu đông chắc 10 năm mới xịt hết một chai. Mấy chai thu đông như là The One, như là Mercedes Benz, Le Parfum, Guerlain EDT, EDP, cả đống trưng tủ mà thời tiết không cho phép xài. Thanh kiến trước. Ok, thì với mình thấy rằng là cái tông mùi của bạn ấy dành cho mùa mùa hè ở trong Sài Gòn thì bạn sẽ chủ yếu là toàn tông mùi citrus và những cái tông mùi green, tông mùi xanh hoặc là tông mùi aquatic. Thì với cá nhân mình, bạn nên cho một vài con, thí dụ như là vetiver. Vetiver thì không phải là vetiver chỉ sử dụng được cho mùa nóng mùa lạnh, mà vetiver ở đây chúng ta có thể thử Tom Ford Grey Vetiver, Ankenoa, Sport của nhà Lalique này. Ngoài ra thì bạn có thể thử vài con hoa đi, chơi một tí hoa đi. Hoa mùa hè cũng rất là ổn, đặc biệt là Sài Gòn là một cái
gọi là không khí, cái thời tiết ở Sài Gòn rất hợp để sử dụng hoa, đặc biệt là những cái nốt mùi hoa trắng. Bạn hãy chọn những cái tông mùi hoa nó trung tính như kiểu hoa cam, nếu như không thích huệ nhá. Huệ thì nó là một cái nhóm hương khá là lớn, và với mình thì mình không thích huệ xài vào mùa hè cho lắm, nên là với mình thì mình sẽ chọn loanh quanh hoa cam rồi những cái loại hoa khác để ở nhà, những cái thứ để sử dụng vào mùa hè cũng khá là ổn, đặc biệt là ở Sài Gòn mấy con đấy đi với sơ mi, những cái thứ sơ mi trắng, những cái thứ trông đẹp trai mà còn rất là thanh lịch nữa đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể thử một con của nhà Odin 02, thì mình sẽ để hình ở đây này đấy, Van Cleef Nenoli, con này mình vừa nói trên. Bạn có thể thử qua Mintiman. Hôm trước thì mình có một buổi live thì bạn có bạn bảo là bạn mua Mintiman bạn xịt đi làm thì được rất là nhiều chị em khen mùi kiểu khác với tất cả mọi người xung quanh, thì đấy là ngay. Ngoài ra cái Diptyque thì bạn có thể bỏ tham thảo đi, bạn có thể mua Felicicope này đấy, con sung cũng khá là hay đấy, rồi Sun này, rồi Dirty của nhà Lush đấy, đấy là đều là những cái mùi mà bạn nên thử, bạc hà những thứ cho nó hay đúng không? Câu hỏi tiếp theo nào của bạn Bá Lợi, bạn hỏi rằng là theo phong cách shop boy thì nên lựa chọn những chai nước hoa gì với anh, sợ anh quên nên là em có muốn lại thì anh cũng xin được trả lời. Thì anh cũng chưa hiểu cái phong cách shop boy là như thế nào cả, thì anh có search ở trên mạng thì thấy rằng là mặc những chiếc quần ống rộng rồi những cái chiếc áo oversize, đeo những cái túi, thì cá nhân anh thì anh thấy rằng là cái phong cách đấy là phong cách kiểu Hàn Quốc, nó cũng không được quá là khỏe khoắn, nó có theo cái xu hướng kiểu nhẹ nhàng, kiểu thanh lịch đấy, nhìn nó bóng bẩy nhưng mà theo kiểu rất là nhẹ nhàng, rất là gần gũi. Thì với anh, mùi mà anh đã nói đó chính là Elegance Part Time Hero đấy, đấy là một con mà anh nghĩ rằng là một cái tông mùi khá là nhẹ nhàng cho các bạn nào theo cái phong cách kiểu soft boy như em nói. Ngoài ra thì em có thể thử con Amber Mud của nhà Arin Lauder, thì anh cũng sẽ để cái hình ở đây để em search nhá. Nếu như em thích có một chút ngọt thì em có thể thử Jimmy Choo Iceman đấy. Anh cũng không định cho con Mercedes-Benz hay là con Dior Homme Cologne đâu, mà anh nghĩ là Jimmy Choo Iceman nó có một chút ngọt của Ambroxan thì anh nghĩ là nó sẽ có cái điểm nhấn hơn một chút. Ngoài ra thì em đa dụng nhất thì em có thể mua Light Blue Forever đấy, còn nếu mà mùa đông lạnh một tí thì em có thể dùng By the Fire Day này hoặc là Lazy Sunday Morning đấy, đấy là những cái tông mùi khá là hợp với cái phong cách như vậy. Và video đến đây thì xin phép được kết thúc, tại vì mình cũng quên trước không sạc pin ấy, cứ cắm đi cắm lại mấy lần là video bị cắt hơi nhiều, các bạn thông cảm. Còn những cái câu hỏi nào mà mình chưa trả lời được thì mình cũng sẽ tóm tắt lại ở trong cái video Q&A lần sau, tại vì các bạn có thể comment hơi chậm so với những cái người vừa rồi, một buổi thì mình không thể nào trả lời hết được tất cả, nên là mình cũng sẽ nốt lại cho các bạn. Và nếu như các bạn thấy video này hay, bổ ích thì cũng đừng quên việc cho mình một like, một share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.